cái gì nhỉ? Chúng mình cùng bác xem nào. À, bác này, bên cạnh bác chúng mình nhìn thấy gì nữa? À, có đĩa bị sứt, bị vỡ. Trên cùng kia chúng mình nhìn thấy có gì nhỉ? To thế nhỉ? Có gì vỡ. À, trên đây nhỉ? Tên là cụ Lê Văn Vấn nhé các bạn nhé. Bây giờ ơi,